Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con hẻm 150 đường Nguyễn Trãi, bên quận 1 nhé. Hôm nay đi qua đây vào con hẻm này thì muốn chia sẻ với quý vị một cái quán bánh ướt của cô bán ở đây cũng 40-50 năm ở Sài Gòn rồi. Và trong này còn có một cái quán cơm tấm của một Việt Kiều bán cũng khá là lâu đời ở đây. Hôm nay thì mình sẽ quay cái món quán bánh ướt trước nhé. Sau đó thì lát nữa mình sẽ ghé qua cái quán cơm tấm số 1 quay chia sẻ với quý vị cái quán đó luôn. Đây, hẻm này là hẻm 150 đường Nguyễn Trãi nha quý vị. Cô bán ở ngay cách hẻm khoảng 30m, có một cái gọi là một cái địa điểm bán bánh ướt. Ở đây cô bán có một cái bàn này, có một cái bàn với lại bán trước cái hẻm này thôi. Đó. Cái chỗ có địa điểm bán bánh ướt này thì Kiên đã ăn ở đây rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình đến đây mình cập nhật lại để gửi đến quý vị anh chị các bạn nhé. Rồi, quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh để mỗi lần Kiên ra video mới thì quý vị là người đầu tiên nhận được nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái hẻm này thì cũng hơi nhỏ ấy. Nhưng mà xe ô tô thì cũng hay đi qua hẻm này lắm. Hẻm này hẻm thông nên là tên thấy là xe ô tô đi qua đây suốt à. Đây cái địa điểm bán bánh ướt của chúng ta đây này. Đó. Bánh ướt hẻm 150 Nguyễn Trãi nha các bạn. Ở đây đặc biệt là Kiên thấy là có bánh đậu xanh này. Rồi có chả rất ngon luôn đó. Rồi giờ chúng ta sẽ sang bên đó nhé. Con chào cô. Cô có khỏe không? Con. À, thế là mình vẫn bán đều đúng không con? Vẫn bán đều con. À. Có hôm dịch thì nghỉ thôi. À, hôm dịch thì nghỉ thôi. Dạ. Bình thường. Qua dịch bán lại bình thường. Ở đây là mình có bánh ướt này, rồi bánh bánh cuốn này. À. Bánh ướt, bánh cuốn, rồi có bánh giò. À. Chả là mình có mấy loại cô nhỉ? Ba loại, chả quế, chả lụa, chả chiên, nem. Nem. Ba loại chả và một nem ha. Bên này là có bánh tôm. Đấy. Lâu lắm rồi mới thấy con đúng không? Con cũng lâu lắm rồi mới gặp cô. Qua dịch mà cô con mình còn gặp nhau là may mắn rồi ha. Cô vẫn bán từ 6 giờ hả? Không. 1 giờ cô dậy làm bánh rồi mà ra đây là 4 giờ rưỡi cô ra đây rồi. À. Bán từ 4 giờ rưỡi. 4 rưỡi giờ hàng rồi. Vậy là một tháng cô nghỉ ngày nào không cô? À, nghỉ 4 ngày. Nghỉ 4 ngày. Mấy nhà trai á con. Dạ. Mấy nhà trai cô phải nghỉ chứ. Dạ. Làm suốt thì làm nổi. Tại vì nghỉ sớm quá. 1 giờ là phải nghỉ làm. Cái này toàn bộ là nhà mình làm hết á. Dạ. Cũng xây bột, cũng làm nhân, cũng làm củ sắn đâu đầy đủ hết. Dạ. Nên mình thấy là phải nghỉ xa hơi. Chứ giờ cô cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Cô tên gì cô nhỉ? Dạ cứ kêu chị Ba đi. Chị Ba, bánh ướt chị Ba ha. Dạ. Chị Ba năm nay là bao nhiêu rồi ta? 72 rồi. 72 rồi. Dạ. Wow. Chị Ba 72 rồi các bạn ạ. Chị Ba 72 mà rất trẻ nha. 72 rồi. Ở quê con gọi bằng bằng cụ đấy. Nhiều người ta đến nó nói bà ơi tuổi của bà là về hưu rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái này là truyền thống của gia đình mà làm sao bỏ được thôi. Dạ. Cứ kéo ngày nào hay ngày đó đi. Ba ơi, không đi nè. Sau này không bán được thì để con cháu bán. Giờ bà bán được thì bà vẫn bán. Ha. Nhưng mà tôi chắc tụi nó làm không được quá. Con này nè, mà nó học không nổi rồi nó làm cực quá không biết. Người đứa nó lớn rồi là nó đi làm hết trơn. Còn con bé này nó chỉ là ở đây thôi. Rồi. Cũng đại học rồi mà ra nó phải đi phụ mẹ chứ giờ đâu có tìm được ai mà đi như vậy giờ ai đâu chịu vậy 1 giờ con. Dạ 35. Dạ. Đó. Thì giờ nghề của gia đình mà mình phải duy trì thôi. Dạ. Dạ. Em này không lấy gì, không lấy nem. Một phần này là bao nhiêu vậy ba nhỉ? Dạ 35 ngàn à. Mẹ nấu lại giùm con dạ. Rất là rẻ và ngon luôn các bạn ạ. À, đây. Vừa rẻ vừa ngon. Ở đây dì ba bán chả ngon lắm. Mình đã ăn ở đây rồi các bạn. Có chứ, con này ăn hôm nay con đi thưởng thức bánh ướt dì ba, bánh cuốn dì ba mà. Đây là dì ba làm nguyên cái thau này các bạn này. Đó. Rồi đây. Rồi chạy nhiều đâu giá đúng không?
làm cho ăn dễ hả má? Ở đây dì ba bán hộp nào cũng 35 nha các bạn. Ăn hay gói về dì ba cũng lấy 35 hết. Bánh giò là 15 hả? À đây có bánh giò 15 này. Dạ con không biết có bụng thì ăn không, nữa ăn nhiều. Đây là con, ở bên này có rau dưa này, à có rau này, đây có rau giá này, rau thơm này, dưa leo này, đó, nước mắm này. Đây. Cái này là dì ba lấy của người ta làm hay là dì ba tự tráng? Ở nhà tráng luôn hả? À, ở nhà là dì ba tự tráng nha các bạn. Bánh ướt, bánh cuốn là dì ba tự làm hết. 70 tuổi rồi mà vẫn cặm cụi mỗi sáng dậy sớm, 4 giờ sáng ra đây bán. Nhưng mà mình lao động mình mới khỏe được dì ba nhỉ? À, lao động mới khỏe được chứ, mà ngồi một chỗ không làm gì là con thấy là yếu. Ở trên này là có cái bảng bánh cuốn, bánh ướt này, nhưng mà không thấy chữ dì ba. Dì ba phải thêm chữ dì ba vô. Rồi chú là có rồi, cuốn không anh em? Cuốn hay uống? Ở đây là có gọi là rất là nhiều các cô chú Việt Kiều về á, mỗi lần mà về Sài Gòn á là hay ghé qua bánh cuốn dì ba ăn lắm các bạn. Dì ba bán là mấy chục năm rồi dì ba nhỉ? Dạ, cũng gần 50 năm. Gần 50 năm rồi. Tại hồi đó là nói ra là bà già, dạ. Bà già mới mất đây. À. Chứ cái nghề của bà già là... Từ thời mẹ của dì ba luôn hả? Mẹ chồng dì ba. Mẹ chồng dì ba nhờ. Ở đây trong này là nhân gì dì ba? Nhân củ sắn nè, nấm mèo nè, thịt nạc. À, ba loại nhân, củ sắn, nấm mèo và thịt nạc. Đây thấy là cái bàn dì ba sắp xếp rất là gọn gàng, sạch sẽ này. Đó. Rất là ngăn nắp luôn á. Đến ăn họ khen, họ nói là tuy là bán ngoài đường nhưng mà rất là sạch sẽ. Dạ. Bán ngoài đường nhưng mà mình nói chung là mình cũng cố gắng làm sao mà chu đáo nhất của... Dạ đúng rồi. Thế là giờ có chị gái là chị là phụ cô thôi ha? À, nó có một mình đó. Còn mấy đứa cháu kia là nó đi làm hết, đứa thì đi học, đứa thì đi làm. Yeah. Hôm nào nó nghỉ được thì nó ăn nó cùng. Bây giờ dì ba làm con hộp một đĩa đi ha. Con ấy thì rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Làm con phần nhỏ thôi nhá. Đúng. Đúng rồi vậy thôi. Ăn. Với lại thêm cái bánh giò nữa là ăn no luôn nữa. Đến đây gặp dì ba, thấy dì ba khỏe là con mừng rồi. Lâu quá rồi. Lâu quá rồi. Xong dịch này gặp nhau là hạnh phúc rồi. Không còn biết như thế nào. Đây là chị Ngọc đúng không? À chị Ngọc về. Để nước giò đi cho cái dĩa chẳng đi cho nó ngon. Đây. Đây. Tại ít tánh quá. Đây. Chị Ngọc là tương lai là nối nghiệp của dì ba. Đây để vô dĩa đi. Đấy, bánh giò. Rồi, cảm ơn dì ba nhiều, là mình lại bàn mình thưởng thức nha. Đây quý vị, sáng hôm nay mình ghé hẻm 150 ăn bánh cuốn, bánh ướt dì ba nhé. Hẻm 150 Nguyễn Trãi nha các bạn. Nói chung là hôm nay thì thưởng thức hai món, đó là món bánh giò này. Bánh giò 15.000, còn bánh cuốn, bánh ướt là 35.000. Đấy, gồm có là ba loại chả và nem. Nói chung mình ăn cũng ít vậy thôi chứ mỗi thứ một ít nha các bạn. Đây có một cái đĩa rau có giá, dưa leo và rau thơm ha. Nước mắm này thì dì ba đã pha sẵn cho mình rồi. Đặt quả ớt vào thôi. Thì mình ăn cái bánh bánh giò trước đi. Lâu lắm không ăn bánh giò. Bánh giò chắc kia nó cũng cỡ nửa năm nay không ăn bánh giò các bạn.
mời quý vị các bạn nhé. Bánh giò rất là ngon. Bên trong là có nhân thịt bằm với lại là trứng cút với lại có nấm mèo. Ngon quá, có hành phi rất là thơm. Bánh nó giòi rất là dễ ăn không? Đây là đĩa bánh bánh cuốn bánh ướt của Kiên này. Rồi nước mắm ớt lên nhé. Ở đây có bánh tôm này. Gọi là bánh tôm nhưng mà thực ra cái này là chỉ có đậu xanh thôi, nên là mình có người gọi bánh tôm, có người gọi bánh đậu xanh. Cái vỏ bên ngoài nó giòn, bên trong nó mềm, ăn nó thật rất là thơm, ăn như kiểu ăn bánh cam đó. Nem. Nem này, nem ngọt nha quý vị. Thì ba năm nay là 72 đúng không? 72 vẫn còn rất là khỏe. Cháo dậy sớm, cháo bánh ướt, bánh cuốn, còn bánh tôm này kia, chả ở đây rất là ngon các bạn. Hẻm này xe đông á, hơi ồn. Chả ăn béo mà thơm các bạn. Chả quá đã.
Có ấm trà nóng à? Hết một cái bánh ướt, một cái đĩa bánh ướt bánh cuốn, bánh giò no quá. Hẻm nhỏ này hay bị kẹt xe mà có xe hơi đi trong này. Hành phi ngon thơm lắm. Nhì ba phi làm sao con thấy là không có bị cháy chút xíu nào luôn á. Nhiều người có thấy là nó hơi đen đen là ăn không ngon đó. Nhì ba phi con thấy là dạ đúng rồi, mua con thấy là nó đen mà người ta phi nó bị cháy quá. Cô dặn là mua hành phi đem về Mỹ luôn hả? Dạ. Dì ba xuất khẩu hành phi luôn hả? Ai giờ làm thì làm thôi. Làm bán thì làm đâu có nổi. Có nghĩa là khách tân thiết nhờ mới làm thôi ha. Dạ. Hành phi của dì ba là được sang Mỹ luôn đó các bạn ạ. Mỹ Úc gì có hết luôn hả? Dạ. Người ta thích nó giòn mà để lâu được không? Dạ. Đây các bạn, đây là cái bọc bánh tôm rồi các bạn này. Tôm. Bà lấy thêm ra gì bà? Nó cắt cái này nó để nó quay. Dạ nghe. Đấy con lấy cái này con để vô cái thau đi, tại vì chanh quay sáng đầy quá nên đâu có để được. Đầy quá. Bây giờ chị mới lấy thêm ra. Nó đưa cái để đi. Sao mà cái này mày có để bếp sao? Dạ. Mày có bếp cho nóng cái gì bà ha? Mà phải để muối vô vậy để cho nó không có bốc quá. Dạ. Vừa vừa thôi. Nó vừa vừa thôi. Nóng quá nó bị khét. Bánh tôm ở đây ăn rất là thơm các bạn. Thơm lắm. Dạ. Cái cách chịu nóng bánh của dì ba con thấy là hay đấy. Có nguyên một cái bếp than bên dưới luôn các bạn ạ. Bên trên là cái thau. Dạ. Mỗi mấy hộp mỗi? Giống nhau hết luôn hả? Cái này là muối với than á, dì ba bỏ. rồi, cách chứa ấm của dì ba, cách chứa nhiệt. Như là ba hộp tổng cộng đúng không? Rồi, chờ ngập chút xíu đi, cho ra làm liền. Bánh tôm mà hơi bị ba cháy bồ chét các bạn, ngon lắm. Bánh tôm này giòn, bên ngoài giòn, bên trong nó mềm mà thơm á. Không lấy mềm, lấy cho chiên với bánh tôm thôi, cái nó không có hôi. Không hôi. Dạ. Đúng rồi. Ở đây con thấy anh không bị chua. Dạ. Má ơi, chả chiên bánh tôm nem ba thứ nha. Còn hai hộp kia lấy đầy đủ chả được không anh? Dạ. Rồi, em làm liền cho em chút xíu đi. Nem bánh tôm. Rồi, có liền.
5 giây thôi. Có đường. Dạ đúng rồi, bánh ướt hết luôn anh mẹ ơi. Đấy, cái thảo bánh tôm mà các bạn thấy hấp dẫn không? Rồi quý vị ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong một cái đĩa bánh cuốn, bánh ướt, rồi bánh giò của dì Ba bán ở đây nhá. Dì Ba bán nói chung là rất là sạch sẽ và ngon các bạn ạ. Khách rất là đông luôn, nãy giờ thì Kiên đứng thấy khách đông luôn. Đấy. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị, anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhá. Quý vị muốn thưởng thức bánh cuốn, bánh ướt dì Ba thì quý vị có thể đến hẻm 150 Nguyễn Trãi, quận 1 để thưởng thức nhé. Thì bà bán từ 4:30 mà đấy khoảng 8-9 giờ gì bà nhỉ? Bán đến 8-9 giờ đúng không chị bà? 12 giờ trưa, từ 4 giờ sáng đến 4:30 sáng 12 giờ trưa. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị có một ngày thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.